Chiều nay tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 về công tác Đảng, chính quyền và công đoàn của Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thành tích và kết quả trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có được là do nhiều yếu tố, trong đó công tác phục vụ, tham mưu của Văn phòng Quốc hội, đặc biệt là tinh thần làm việc không kể ngày đêm của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động. Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm 2021. Đồng tình với 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Quốc hội đề ra trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt cần xác định tầm nhìn, phương châm công tác, giá trị cốt lõi để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, từ đó chuẩn hóa trong các hoạt động chuyên môn cũng như chức năng nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Văn phòng Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đồng thời chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương học tập và lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huân chương lao động hạng 3 cho 3 cá nhân. Một số tập thể cá nhân Văn phòng Quốc hội đã nhận cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua Văn phòng Quốc hội, nhận khen thưởng trong công tác Đảng. Sáng nay trong phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 1.500 đồng một lít, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định, nhằm tăng mức hỗ trợ của nhà nước cho các doanh nghiệp vận tải hàng không trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Đây là mức giảm cao hơn mức giảm 30% của năm 2020 và 2021. Tác động giảm thu đối với ngân sách nhà nước theo tính toán của Chính phủ là vào khoảng 1.584 tỷ đồng. Mức thuế này được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và sẽ trở lại mức quy định 3.000 đồng một lít vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cũng tại phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.